Một nhà hiến triết từng nói, mùa hè mà không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên. Vì vậy ngày hôm nay hãy cùng kiến thức quân sự trốn khỏi cái nóng của những ngày hè cúp điện, thực hiện chuyến hải trình về phía đông, tới với vùng biển san hô, nơi hòn đảo Water Canal đang chờ đón. Là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Solomon, Water Canal mang dáng vẻ bình yên đến lạ thường với biển xanh, cát trắng cùng những hàng dừa ngả về phía biển. Nhưng đó là ở thời điểm hiện tại. Cùng ngược dòng thời gian trở về trung tuần tháng 11 năm 1942. Chính tại nơi đây, hàng loạt trận đánh ác liệt cả trên không, trên bộ và trên biển đã diễn ra. Hàng ngàn người lính đã ngã xuống trên từng roi cát của hòn đảo. Đó chính là thời điểm chiến dịch Water Canal diễn ra, đánh dấu cuộc phản công lớn đầu tiên của phe đồng minh chống lại đế quốc Nhật tại mặt trận Nam Thái Bình Dương sau một thời gian dài phòng thủ. Mùa thu năm 1942, sau thất bại nặng nề tại Midway, phát xít Nhật buộc phải tiến xa hơn về phía Nam Thái Bình Dương. Với mục tiêu là vòng cung đảo Solomon, Nhật âm mưu thiết lập vòng vây khóa chặt cánh cửa đi vào Úc, cô lập nước này với Hoa Kỳ, đồng thời tạo nên lớp phòng thủ vòng ngoài, ngăn chặn nguy cơ lãnh thổ Nhật Bản bị tấn công trực tiếp. Tháng 5 năm 1942, phát xít Nhật chiếm đóng đảo Tulagi và xây dựng một căn cứ thủy phi cơ tại đây. Hai tháng sau, người Nhật biến đảo Water Canal thành căn cứ tiền phương bằng việc xây dựng một sân bay lớn tại khu vực Lunga Point, phía bắc hòn đảo, nhằm bảo vệ căn cứ trọng yếu tại cảng Rabaul, cách đó 200 dặm về phía tây bắc. Đồng thời cho phép máy bay đủ khả năng uy hiếp đến các căn cứ của đồng minh tại New Hebrides và Port Moresby. Với tin tình báo trong tay, các tướng lĩnh Hoa Kỳ đã nhanh chóng nắm bắt được ý đồ của Nhật, cảm nhận được mối nguy hiểm mà lực lượng đồng minh sắp phải đối mặt. Ngay lập tức, một kế hoạch phản công chiến lược nhằm đánh đuổi Nhật khỏi quần đảo Solomon đã được lên ý tưởng và soạn thảo bởi hai người đàn ông này. Tướng Ernest King, Tổng tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ, và tướng Chester Nimitz, Tổng tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, cuộc phản công với sự tham gia của hầu hết các lực lượng Nam Thái Bình Dương sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn, bao gồm: giai đoạn 1, với các cuộc tấn công nhằm đánh chiếm căn cứ không quân của Nhật ở Tulagi, chiếm giữ đảo của Water Canal, mà trọng tâm là chiến dịch Watchtower. Giai đoạn 2 với mục tiêu đánh chiếm các phần còn lại của quần đảo Solomon. Kết thúc với giai đoạn 3 khi quân đồng minh chiếm giữ thành công đảo New Guinea cùng các cứ Rabaul trên đảo New Britain. Ngày 7 tháng 8 năm 1942, cuộc phản công Water Canal ở Nam Thái Bình Dương chính thức mở màn với chiến dịch Watchtower do chuẩn đô đốc Fletcher làm tư lệnh. 82 tàu chở quân được yểm trợ bởi 3 tàu sân bay, 1 thiết giáp hạm, 5 tuần dương hạm và 16 khu trục hạm đã đổ quân xuống cùng lúc các đảo Tulagi và Water Canal. Quân Nhật hoàn toàn bị bất ngờ, nhanh chóng rời bỏ các vị trí phòng thủ, tháo chạy vào sâu trong trung tâm hòn đảo, rồi mới cấp báo bằng điện đàm về bộ tư lệnh ở Rabaul. Biết tin căn cứ trên các đảo bị tấn công, Nhật nhanh chóng điều máy bay đến bắn phá bãi đổ bộ. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không ngăn chặn được 17.000 lính đồng minh đổ bộ lên đảo Water Canal và Tulagi ngay trong tối hôm đó. Hoàng hôn ngày 8 tháng 8, lực lượng đồng minh hoàn tất việc kiểm soát Tulagi và các đảo lân cận. Sân bay mà Nhật đang xây dựng tại Lunga Point bị quân Mỹ chiếm đóng và sử dụng dưới tên gọi Henderson. Trước tình thế nguy hiểm, ngay trong đêm, một hạm đội gồm 5 tuần dương hạm nặng, 2 tuần dương hạm hạng nhẹ và 1 khu trục hạm dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc Gunichi Mikawa đã xâm nhập vùng biển giữa Water Canal và Tulagi, tấn công hạm đội Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ các tàu vận tải đang đổ quân xuống đảo. Bị tấn công bất ngờ, 4 tuần dương hạm của Mỹ và Úc bị đánh chìm. Quân đồng minh buộc phải rút lực lượng hải quân tại khu vực vào chiều tối ngày 9 tháng 8, để lại các đơn vị thủy quân lục chiến trên bờ mà không có đủ vũ khí hạng nặng và tiếp liệu. Tiến đây,
Kiến thức quân sự có một câu hỏi thú vị dành cho các bạn. Hãy cho chúng tôi biết đâu là trận đụng độ đầu tiên giữa các tàu sân bay trong lịch sử. Đáp án A, trận Coral. Đáp án B, trận Midway. Đáp án C, trận Vịnh Lê Tê. Và đáp án D, trận Guadalcanal. Các bạn còn 5 giây để suy nghĩ. Thời gian đã kết thúc. Hãy để lại câu trả lời xuống dưới phần bình luận. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại nội dung chính. Do không nắm được việc tàu sân bay Mỹ đã rút lui, đồng thời lo ngại bị máy bay Nhật tấn công khi trời sáng nếu chần chừ ở lại, Mikawa đã ra lệnh cho hạm đội rút về Rubber, bỏ qua cơ hội tấn công các con tàu vận tải đang không được bảo vệ. Đó chính là sai lầm đầu tiên trong một chuỗi những sai lầm liên tiếp về sau mà Bộ Tổng Tham mưu Nhật phạm phải. Trong đó, sai lầm lớn nhất là việc họ cho rằng quân đồng minh chỉ có thể đưa tối đa 2.000 quân cùng vũ khí nhẹ lên đảo. Và chiến dịch này đối với đồng minh chỉ là một cuộc hành quân chớp nhoáng theo kiểu đánh rồi chạy chứ không có tầm vóc chiến lược. Tuy nhiên, tướng Kiyotake Kawaguchi lại có những đánh giá khác. Ông tin rằng Mỹ đã bắt đầu phản công và đây là cuộc hành quân có tính chiến lược của họ nhằm chiếm đóng lâu dài. Và lực lượng quân đồng minh trên đảo lớn hơn nhiều con số 2.000, ít nhất là 10.000 người. Song không nhiều chỉ huy trong Bộ Tham mưu nghe theo ông, dẫn tới việc chỉ có một lực lượng phản kích ít ỏi với 6.000 quân, gồm lữ đoàn của tướng Kawaguchi, lữ đoàn của đại tá Ichiki cùng tiểu đoàn xung kích hải quân được gửi đến Rubber. Đêm ngày 18 tháng 8, một lữ đoàn lính thủy đánh bộ của Nhật do tướng Ichiki chỉ huy đã đổ bộ thành công lên đảo Guadalcanal mà không hề gặp phải một bóng dáng, một tiếng súng của quân đồng minh. Ichiki cho rằng đối phương với lực lượng hạn chế đã buộc phải lôi về phòng thủ sâu trong các khu rừng, vốn là địa hình tác chiến ưa thích của lính Nhật. Chính điều này đã khiến vị chỉ huy có phần chủ quan. Ông quyết định cho lữ đoàn băng rừng tiến về sân bay cũ nhằm luồn sâu, đánh vào lưng địch, đồng thời chỉ để lại 125 quân giữ đầu cầu. Rạng sáng ngày 21 tháng 8, do đánh giá thấp sức mạnh của đối phương, đơn vị của Ichiki quyết định thực hiện một cuộc tấn công trực diện vào vị trí của quân đồng minh tại sông Ihu. Tuy nhiên, quân Nhật không hề hay biết trinh sát của Mỹ đã nắm rõ vị trí và hướng tiến công của họ từ một ngày trước đó. Quân đồng minh đã bố trí sẵn đội hình mai phục với xe tăng và xe thiết giáp yểm trợ. Trước hỏa lực áp đảo của đối phương, cuộc tấn công của lữ đoàn Nhật bị đập tan. Đại tá Ichiki phải đốt cờ lữ đoàn và chết cùng đơn vị của mình. Chỉ còn hai người sống sót băng rừng về báo tin cho lực lượng chốt giữ đầu cầu. Tin chiến bại bay đến Rubber làm tướng lĩnh Nhật kinh ngạc. Nhận định của tướng Kawaguchi đã đúng. Không chỉ đổ bộ một số lượng quân lớn, Mỹ còn đưa được cả xe tăng lên đảo. Trước thực tế đó, đô đốc Yamamoto cho rằng Mỹ sẽ ở đây bằng mọi giá và chắc chắn họ sẽ điều hạm đội chở thêm quân tới khu vực. Trong nguy có cơ, vị tướng xuất sắc bậc nhất Hải quân Đế quốc Nhật Bản nhận thấy đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt toàn bộ lực lượng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, buộc nước này phải rút khỏi cuộc chiến. Với quân đồng minh trên đảo, sau khi mất tiếp tế, chúng sẽ tự đầu hàng hoặc sẽ bị tiêu diệt. Chấp thời cơ, Yamamoto quyết định gửi đến quần đảo Solomon các đơn vị mạnh nhất thuộc hạm đội Liên Hợp của mình. Dẫn đầu là lực lượng chi viện gồm 6 tuần dương hạm, 1 tàu chở thủy phi cơ và 6 tàu ngầm do Phó Đô đốc Nobutake Kondo chỉ huy, yểm trợ cho 4 hải vận hạm chở lực lượng còn lại của lữ đoàn Ichiki và tiểu đoàn xung kích hải quân. Tiếp theo đó là lực lượng đột kích do Phó Đô đốc Nagumo chỉ huy, gồm 2 tàu sân bay Yuikaku và Shokaku, 2 thiết giáp hạm, 3 tuần dương hạm hạng nặng cùng 1 đội tàu làm nhiệm vụ chim mồi gồm tàu sân bay nhẹ Ryuyo, 1 tuần dương hạm nặng và 2 khu trục hạm. Cùng lúc đó, nhóm tác chiến do Đô đốc Fletcher chỉ huy gồm 3 tàu sân bay Enterprise, Saratoga và Wasp, 7 tuần dương hạm và 18 khu trục hạm cũng tiến đến Guadalcanal, sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của quân Nhật. Trận chiến Đông Solomon đang tới rất gần. Chiều ngày 4 tháng 8, đội hình chim mồi của Nhật đến gần Guadalcanal. Máy bay từ hàng không mỗi hạm Ryuyo tiến hành đánh phá sân bay Henderson. Được tin, Đô đốc Fletcher lập tức cho 30 oanh tạc cơ xuất kích đi tìm tiêu diệt tàu sân bay Nhật. Chiếc Ryuyo bị đánh chìm do chúng ngư lôi, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ dụ địch khai hỏa khiến chúng phải lộ vị trí. Nhờ đó, các đơn vị của Nagumo đã phát hiện được các vị trí của các tàu sân bay Mỹ. Gần 100 máy bay Nhật từ các tàu Yuikaku và Shokaku đã lao vào tấn công 2 hàng không mẫu hạm Saratoga và Enterprise trước khi trời tối.
Trận hải chiến kết thúc khi hạm đội hai bên rút lui với nhiều tổn thất. Nagumo mất một tàu sân bay Ryuyo cùng 70 máy bay. Fletcher mất 17 máy bay và tàu sân bay Enterprise bị thương nặng. Máy bay Mỹ tiếp tục săn đuổi, khiến lực lượng đổ bộ của Nhật phải lánh vào một đảo nhỏ ở phía nam Bougainville. Mãi đến đêm ngày 31 tháng 8, lực lượng của tướng Kawaguchi cùng phần còn lại của lữ đoàn Ichiki với tổng số quân vào khoảng 4.200 lính mới đổ bộ được lên hai địa điểm ở phía đông và phía tây sân bay Henderson. Ngày 7 tháng 9, Kawaguchi công bố kế hoạch tấn công vào các vùng lân cận sân bay Henderson bằng 3 mũi tiến công. Mũi thứ nhất do đại tá Oka chỉ huy sẽ tấn công vùng ngoại vi sân bay từ phía tây. Mũi thứ hai là lực lượng Ichiki, được đổi tên thành tiểu đoàn Kuma, sẽ tấn công từ phía đông. Mũi thứ ba với lực lượng chủ lực gồm 3.000 quân từ 3 tiểu đoàn của Kawaguchi sẽ tấn công từ cánh rừng phía nam vùng ngoại vi Lunga. Tuy nhiên, nhờ thông tin tình báo khai thác được tại Tashimoko, chỉ huy quân đồng minh đã dự đoán chính xác việc Nhật sẽ tấn công dọc theo dãy đồi Lunga, ở ngay phía sau sân bay Henderson. Chiếm được dãy đồi này, Nhật sẽ có được con đường tiếp cận thẳng tới sân bay, đồng thời khống chế được các khu vực xung quanh. Ngày 12 tháng 9, tiểu đoàn 1 của Kawaguchi nổ súng, tấn công khu vực giữa sông Lunga và dãy đồi, buộc một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ phải rút lui. Đêm tiếp theo, lực lượng này tiếp tục tấn công và chọc thủng đội hình của đại tá Essen ở phía tây dãy đồi. Tuy nhiên, đà tấn công của họ nhanh chóng bị chặn đứng bởi sự kháng cự của lực lượng quân đồng minh phòng thủ phần phía bắc. Hai đại đội thuộc tiểu đoàn 2 của Kawaguchi tấn công từ phía nam, buộc lực lượng Mỹ phải rút về co cụm ở trung tâm dãy đồi. Sau đó, với sự hỗ trợ từ pháo binh, các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đã phản công, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nhật. Các cuộc tấn công của tiểu đoàn Kuma và đơn vị Oka tại các địa điểm khác trong phần ngoại vi Lunga cũng bị đánh bại. Ngày 14 tháng 9, sau 5 ngày chiến đấu dai dẳng, Kawaguchi dẫn đầu phần còn lại của lữ đoàn đi về hướng thung lũng Matanikau và sáp nhập với đơn vị của Oka. Sau đó, lực lượng này tiếp tục băng rừng, quay trở lại đầu cầu nhằm gửi thương binh và yêu cầu viện quân tới Rabo. Rút kinh nghiệm từ trận thua này, tướng Yamamoto quyết định gửi nguyên quân đoàn 17 của trung tướng Harukichi Hayakutake tới chiến trường. Để đáp trả, Mỹ cũng tăng viện cho chiến trường Guadalcanal nhiều sư đoàn bộ binh, nâng tổng số quân tại đây lên 25.000 người. Với quân số đông cùng lượng lương thực, đạn dược đủ cho 6 tháng, quân đồng minh trên đảo có thể tự binh đẩy lui quân Nhật mà không cần sự tiếp ứng từ bên ngoài. Giờ đây, Yamamoto chỉ còn biết trông cậy vào lực lượng quân đoàn số 17. Từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 10, Nhật đưa thêm 15.000 quân đến Guadalcanal, nâng tổng số quân của tướng Hayakutake lên 20.000 người. Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ chia thành hai cánh quân tấn công vào sân bay Henderson trong đêm ngày 21 tháng 10. Trong đó, cánh quân chủ lực là sư đoàn 2 dưới quyền của tướng Masao Maruyama sẽ hành quân xuyên rừng rồi từ trong núi đánh bọc ra. Cánh quân thứ hai với lực lượng của tiểu tướng Tadashi Sumiyoshi sẽ đánh lên từ phía biển, làm lực lượng phối hợp và nghỉ binh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường diễn ra sau đó đã xuất hiện những diễn biến bất lợi cho quân Nhật. Cánh quân thứ nhất của tướng Maruyama gặp khó khăn trên đường hành quân, đã không kịp đến điểm xuất phát, khiến thời điểm tấn công phải rời sang đêm ngày 23. Cùng lúc đó, cánh quân từ phía biển của Sumiyoshi do không nhận được lệnh hoãn đã nổ súng tấn công ngay trong đêm ngày 20, khiến lực lượng này phải đứng một mình hứng chịu toàn bộ sự phản công của quân Mỹ với xe tăng hiểm trở. Đến khi cánh quân thứ hai tiến công, họ rơi vào bãi mìn và bị chặn đánh tơi bời bởi các sư đoàn bộ binh Mỹ. Cả trung đoàn 29 thiện chiến nhất của sư đoàn 2 của Nhật bị xóa sổ. Tướng Maruyama ngã bệnh đột ngột, quyền chỉ huy được trao lại cho tư lệnh phó sư đoàn tướng Nassus. Nhật tiếp tục mở thêm nhiều đợt tiến công trong 2 ngày đêm sau đó, chịu thiệt hại thêm 3.000 quân nhưng vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. Thế là 3 lần tấn công, 3 lần thất bại. Tuy nhiên, người Nhật vẫn chưa chịu dừng lại. Một lần nữa, lục quân Nhật vạch ra kế hoạch tái chiếm sân bay Henderson vào tháng 11 năm 1942. Theo đó, một nhóm gồm 11 tàu vận tải được bảo vệ bởi các thiết giáp hạng Hiei và Kirishima dưới quyền chỉ huy của phó đô đốc Hiroaki Abe đã được huy động nhằm chuyên chở lực lượng 7.000 người còn lại của sư đoàn số 38 bộ binh cùng với đạn dược, lương thực từ Rabo đến Guadalcanal. Quân đồng minh cũng nhanh chóng nắm bắt được kế hoạch tái chiếm của Nhật. Họ gửi lực lượng đặc nhiệm số 67 dưới quyền chỉ huy của tướng Turner cùng hai nhóm tác chiến của các chuẩn đô đốc Daniel Callaghan và Norman Scott
nhằm tăng cường lực lượng và tiếp liệu cho cuộc đời kiện nữa. Rạng sáng ngày 13 tháng 11, hải đoàn của Hiroaki Abe bị chặn đánh bởi lực lượng gồm 2 tàu tuần dương hạng nặng, 3 tàu tuần dương hạng nhẹ và 4 tàu khu trục của Daniel Callaghan. Hàng loạt cuộc đấu pháo ở khoảng cách cực gần đã diễn ra. Máy bay từ hàng không mẫu hạm hai bên điên cuồng đánh phá tàu chiến đối phương. Sau trận đánh, Nhật đã đánh chìm và làm hư hại nặng toàn bộ lực lượng của Callaghan, ngoại trừ một tàu tuần dương hạng nhẹ và một tàu khu trục. Hai chuẩn đô đốc Callaghan và Scott từ trận. Về phía Nhật, hai tàu khu trục bị đánh chìm, cùng một tàu khu trục và một thiết giáp hạm bị hư hại nặng. Tuy nhiên, dù đã đánh bại được lực lượng đồng minh, nhưng AB lại ra lệnh rút lui mà không bắn phá sân bay Henderson như dự định. Đó là quyết định đã khiến thất bại chiến thuật của Callaghan trở thành chiến thắng chiến lược cho Hoa Kỳ khi sân bay Henderson không bị đánh phá, đã cho phép máy bay đồng minh tấn công đoàn tàu vận tải Nhật đang tiếp vận lên Guadalcanal. Ước mơ tấn công sân bay Henderson của tướng Hiyakutake cũng vì thế mà tan theo mây khói. Tiếp tục thất bại, lại đồng thời bị quân đồng minh uy hiếp căn cứ trên đảo New Guinea, Bộ Tư lệnh Nhật đã phải cơ cấu lại lực lượng. Theo đó, quân đoàn số 17 sẽ chịu trách nhiệm ở quần đảo Solomon. Quân đoàn số 18 sẽ bảo vệ New Guinea trước các cuộc tấn công của quân Mỹ, Úc. Cả hai quân đoàn kết hợp thành cụm tập đoàn quân khu vực 8 dưới quyền chỉ huy của tướng Hitoshi Imamura. Để quan sát chiến trường, Imamura cho rằng muốn chiến thắng ở Guadalcanal phải có đủ 370.000 tấn vũ khí, lương thực, thuốc men. Nhằm đáp ứng yêu cầu này, một đơn vị bao gồm 8 tàu khu trục của hạm đội số 8 do chuẩn đô đốc Raizo Tanaka chỉ huy đã được giao nhiệm vụ tiếp vận cho quân Nhật trên đảo Guadalcanal. Lực lượng của Tanaka khi đang ở vùng biển ngoài khơi Guadalcanal đã bị nhóm tác chiến gồm 4 tàu tuần dương và 4 tàu khu trục của chuẩn đô đốc Wright tấn công. Ngư lôi từ tàu Mỹ đã đánh chìm một tàu khu trục hộ tống của Nhật. Các tàu chiến còn lại của Tanaka chạy thoát nhưng không thể cung cấp bất kỳ hàng tiếp liệu nào lên đảo. Hoạt động tiếp tế vẫn được nỗ lực thực hiện trong các ngày mùng 3, mùng 7 và 11 tháng 12, song không đủ để đáp ứng nhu cầu của lính Nhật trên đảo. Đồng thời, Mỹ cũng tăng cường sử dụng máy bay để tấn công đơn vị của Tanaka, khiến hoạt động tiếp vận không thể diễn ra. Nỗ lực cung cấp 370.000 tấn hàng tiếp tế cho quân Nhật bám trụ tại Guadalcanal trở nên vô vọng. Họ nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu lương thực, thuốc men trầm trọng, khiến khoảng 50 quân nhân chết mỗi ngày do thiếu ăn và bệnh tật. Đã đến lúc người Nhật buộc phải rút lui. Ngày 19 tháng 12, phái đoàn do đại tá Yoichiro Sanada dẫn đầu đã đến thăm Rabaul và tham vấn ý kiến của Imamura. Sau khi trở về Tokyo, Sanada đề nghị bỏ Guadalcanal. Một tuần sau, Bộ Tổng Tư lệnh Nhật Bản chấp nhận lời đề nghị. Bộ Tham mưu lập tức được chỉ thị soạn thảo kế hoạch rút lui khỏi Guadalcanal. Ngày 31 tháng 12, Nhật Hoàng Hirohito chính thức phê chuẩn kế hoạch rút lui do tướng Hajime Sugiyama và đô đốc Osami Nagano trình bày dưới tên gọi Chiến dịch kè. Ngày 14 tháng 1, máy bay và tàu chiến của Nhật tiến vào các vị trí xung quanh khu vực đảo Rabaul và Bougainville nhằm chuẩn bị cho cuộc triệt thoái. Ngày 29 tháng 1, tập đoàn quân số 17 của Nhật rút lui ra bờ biển phía Tây, trong khi đơn vị bọc hậu ngăn chặn cuộc tấn công của quân Mỹ. Các cuộc chạm trán ác liệt đã diễn ra. Đêm ngày 1 tháng 2, một lực lượng 20 tàu khu trục thuộc hạm đội 8 dưới quyền chỉ huy của tướng Shintaro Hashimoto di tản thành công 4.935 binh sĩ, chủ yếu thuộc sư đoàn số 38 ra khỏi đảo. Trong các đêm tiếp theo vào ngày mùng 4 và mùng 7 tháng 2, đơn vị này hoàn tất việc di tản hầu hết những lực lượng còn lại. Tổng cộng là 10.652 lính Nhật đã triệt thoái an toàn ra khỏi đảo Guadalcanal. Đến ngày mùng 9 tháng 2, chỉ huy Hoa Kỳ xác nhận quân Nhật đã rút lui hoàn toàn, tuyên bố chiến dịch Guadalcanal kết thúc thắng lợi. Có thể thấy, trong suốt thời gian chiến dịch Guadalcanal diễn ra, người Nhật từ thế bị động trước các cuộc tấn công của quân đồng minh đã chủ động biến Guadalcanal thành mồi nhử nhằm thu hút và tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ như đúng tham vọng của tướng Yamamoto. Tuy nhiên, người Mỹ hiểu được yếu đồ này và tham gia cuộc chiến. Để rồi sau hàng loạt sai lầm chiến lược cùng sự hạn chế trong khả năng tiếp vận, phát xít Nhật đã bại trận, đánh mất nhiều hòn đảo chiến lược về tay đồng minh. Giờ đây, với thảm bại Guadalcanal, gió đã đảo chiều trên Thái Bình Dương. Lợi thế không còn thuộc về phía Nhật nữa. Mỹ đã bắt đầu tấn công và giành thắng lợi. Dư âm của chiến dịch Guadalcanal lớn đến mức cho đến tận ngày hôm nay, dù 81 năm đã trôi qua, nó vẫn là chủ đề gây tranh cãi không hồi kết của giới sử gia hiện đại.
nhiều ý kiến cho rằng Guadalcanal mới là nơi bước ngoặt thực sự diễn ra, thể hiện trình độ tác chiến vượt trội của quân đội Mỹ, đánh dấu thời điểm lực lượng hải quân phát xít đang dần đi đến thất bại toàn cục. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng ngay từ sau trận Midway, người Nhật về cơ bản đã không còn là đối thủ với quân đội Hoa Kỳ. Chiến thắng của đồng minh chỉ đơn giản là nhờ lợi thế tuyệt đối về tiềm lực chiến tranh. Còn về đáp án của câu hỏi ngày hôm nay, đó chính là đáp án A, trận Coral. Hải chiến biển Coral năm 1942 giữa Nhật Bản và Liên quân Mỹ-Úc là lần đầu tiên các hàng không mẫu hạm đối đầu trực tiếp với nhau trong lịch sử thế giới, theo World History.